Xin giới thiệu tôi ấy, Bùi Thành Toàn, quê quán An Bình, Lạc Thủy, Hòa Bình. Là hôm nay là ngày bùi của cháu con của nhà thầy Giang, là vì là chúc mừng hạnh phúc cho các cháu. Thì hát thiểm mương gọi là ôn lại cái bản sắc dân tộc hết. Con bạn An giới thiệu đi. Hay cái gì là bùi thì chung đoàn kết Yên Thủy, Hòa Bình. Đấy, uống chưa đã mày à, khi anh uống là cầm má kha hôm nay đoàn là thì ta thuê gặp nhau uống này ù na ơi xê dịch đi na đây cho ăn na vui quỷ ghê mây ta cùng ngồi hồ ma này ngay thốt khả ngã lên em đi ăn cửa nhà bộ thấy xóm khang ù na hay thế phải là thực tế nên hát tập khí đi hôm mà nay tay bật bật mừng tin vui phần khơi ùn mê gặp em giờ em ơi hôm nay nằm chốt kháng lên chúc cho bố mẹ mà đoàn kết hoa trời đã vậy anh ơi ngày nào giờ thôi nhớ lên chúc cho bố mẹ mà đoàn kết bông hoa đại anh ơi thì bùi lắm mà bùi nông nghe nga đi chấp mà kể nga bờ trốn yên thủy ùn ấy vì con vì cháu nhà mình ở bên xây dựng đều vui chung đại ngà ơi thì chúc mừng ùn ơi mà đây cặp ma ùn ta mừng cho con cháu là già ùn hay chung cho bố mẹ nhà chung cho có đừng con đón là bên bố mẹ vững lòng yên tâm đã giờ em ơi thì chúc đẹp chúc mừng chúc cho con cháu chỉ là mưa hay lò đầy đúng chúc cho con cháu nhà bên trăm năm hạnh phúc suốt đời bên nhau đại ngà ơi
thì bùi làm un hơi mình là cha mẹ là ba cho các con đã nên un hay chung cho con cho là lo mày câu đỡ có nhà lâu xe hơi đại ngã ơi kia kia bùi làm un ơi chúc cho con cháu muôn đời anh phục đại un hay hôm nay ngày thốt nhà ngày lên cho em các máu nhớ kênh hoa tuổi đàn anh ơi thì bùi làm un ơi bùi như trường đục trường đô nhà cha đàn anh un hay cặp anh un quê un mong mừng đêm ở đây mừng ngày chẳng ăn đại ngã ơi lộ ngày các ba u nà đoàn kết hôm nay nhà bố giang có con đâu cho khơm đại ngã mừng hôm nay mới gặp mà lần ở đâu cho em mặn nao na muộn mò ăn trời đại ngã ơi thì bùi làm bùi un na ơi mà này gặp mơ lại ta thôi hoài thầm quỳ nhà xa nhau mấy mấy năm trời bây giờ gặp lại vẫn còn nhớ chùa đại ngã ơi hay rằng un trên sâu anh ngã ca cho tình ô đam nguyệt la hôm nay hát dùng un hay anh ngã rằng anh sâu anh ngã ca mê dân anh đẹp mà ủn mà mong ưa đại ngã ơi quê chi ủn quê sâu quê thưa mà anh đâu lúc anh thôi phải ghi lũ là để ủn hay gặp mà anh nhớ sò gặp mà mơ nhớ khao xoay sang là nhớ trôi trên cao đại ngã ơi ước là chi anh là chúng đông đang đi khá lại mình thơi trong màu trùng tù đâu là hay gặp mà anh un đà bụi long nhớ con ông phải luận vong trên mở đại ngã ơi hỏi thăm bướm mà bay bướm lượn cúc ca hỏi thăm un ở xa nó biết đây un hay em hỏi un bồ cho liên chẳng cho đánh đoạn mà phiền đôi bên đại ngã hay kia thì bố bày un ơi đi bang yên nhưng lời un chào đã giờ un hay hòa bình là trình
đeo chung yên thì là hiền quê nhà địa về đoàn kê thật là quê hương đã về anh ơi yên thì là ca thì xa chi bỏ buồn ô bắc cầu kia mà sang để buồn hay hôm buồn na ni tân lang men ngày em bơ un na bừng na bên na ta trời đã nên em ơi hôm mà nay ngày thu cha khang lên nhà cha tổ chức ca cười xin cho con thôn mình tập mà uống nghe được đã lô mà này gặp mà lại vẫn là còn giòn nào na sửa là đầy buồn hay đừng ăn đeo đi mà phiền là lòng em mẫn un na chiến na cho nhau đã nên em ơi hỏi thăm ma cô mịt na câu nhà câu câu đang chưa ca đã có ai bảo ai chưa nên un hay em ngã hoài vẫn biết đã đang khâu vẫn cầu đang thước ngày sau nó đầy ngã hơi làng ngã uốn mây lùi bao làng mẹ ngồi sao sang mẹ hàng thi chung uốn hay ôi ngã hoài mây lùi bao làng mày ngồi xa một ngồi sao sang một hang thì chúng đại ngã hỏi thăm cun khanh lan đa mày dậy bố xuống mày đã vươn lên un bố anh phong mày dây un đưa trong nhà mày dây đi ăn phải ăn đà rùa mương hà đà bố anh phong em hỏi cun bản lý kê thời ăn ốc bám lên đứng quê hả đó bồn dây bò chuông bà cun bò lên đã về em ngay chẳng ngã phai tên ri ùn anh đi hoài ùn bố mẹ sinh an à mấy người mấy nam à mấy nữ à ở nhà con yên rùa cửa nó thì ngài phun khánh nhà lan đa bà cun bố lại họ ăn bồn cun bố ba anh cha đang ở lê phường có phải chăng ni kia thì nhà ta chỉ u na ơi ngã hoài u na thưa mày ở nhà cha má lo mẹ ra nhật chính chính an bảy người cầu nam
một nửa ủn à la hú cha quay à đã vậy à anh à hoi cùn na khanh leo đà buồn na cùn hơ dày à ở tại hạ cùn niên rùa phương xa cả mà ủn hơi thế ủn đã bỏ rồi rồi đi cắt khổ rồi giờ bậy rồi giờ bậy rồi thì à bỏ qua tổ an đi đỡ em à bởi à ủn à đã thời vươn lên à ủn à em hỏi à chi em hỏi rõ ràng à đừng à dây đi thỏa đã bô lên thì hỏi Việt hỏi à bò chưa mà em đã vậy à em ơi chẳng hả chẳng phải gì à ủn à ơi nhà đi hỏi thức à tì ủn à thôi bố cho à là ủn hay bây à giờ bỏ qua chuyện à đi ta đi à cầu à cạc à ủn à thôi vươn à lên à bố ủn cô ủn à kem chiêng à kem lơi à mòn à em dịu dạt ủn à rồi đi à lên ra vậy à ngay hỏi hạ thăm à chương khập mà chiều á quy hỏi thăm à bù à mì à có khỏe à, nhớ mình hôm nay à, chẳng là ủn hay em à hỏi chương khập mà chân quy ăn à khỏe ở miền Nhật là đôi hà đã vậy à em ấy thì anh à hỏi ủn à rằng năm nay bao nhiêu tuổi đã có cháu có chung bố em chưa ủn hay em à hỏi ủn à đã bỏ liền ở cho đánh quang mà phiên đôi bên đã về ngay năm nay hôm năm ấy chín xuôi con ủn đi chơi dồn bắn con chớ mà em có ăn chăng đi khó hóa có thật chăng gì à ủn ơi hay rằng bồ rò cho lo nghe nga mơ ủn à hay ủn à đi bó chật bó xa phòng khi khổ lại đỡ mà chỗ em chuồng em nga đi chưa vừa chưa ba hôm nay gặp ba ủn còn hóng mơ lù nình ủn à dầu ở chung còn đang chỗ đôi buồn hông bên em toàn chẳng đi em nga đi bữa sau bữa khá chẳng mà đừng có chấp nhận là ba của em ngày anh chẳng đi em à thương quá sầu bữa khá mẹ yên em à đẹp phụ nà ma mang à ua đâu vậy anh ơi.
thiệt thì nhà ta chỉ làm má rồi u nai ngà cười lại của cả đời vỡ khâu u nai đỡ un bỏ lại câu đi un na ni vừa sầu vừa dâm cho un hà vô ngồi tâm mà cô ngài có an chẳng đi anh ngã đi nhớ ta chi à như à lời chi à mong à un à có những à lời yêu thương à u nai đừng à che un à sầu un à kha đưa un hà vô mùa ta ngày này đã giờ em ơi un à ơi đã dùng hòa bình đừng đùa em à mẹ ca em à mới mà thương này un à cho em đã bằng lòng đưa cho tiếng ta nó vòng chớ bao tìm thầy đẹp ba lầm mà đẹp ba nôn như buồn mười tựa như cơ mây mây này em hát un a quỳ un a mơ âu mà nay un gặp mà em mến chớ ma chuồng thiệt un mắng lưỡi hạt lưỡi trao trăm năm nhớ mãi ngày nào cho quên đại anh ơi un na về của ca đất na trùng na ca đâm ma hoa thả lại anh à về ơi thăm ma u nai còn na răng ma bao nửa đây ngã hơi ngồi bài tập đi bờ khi ra lộ unna ơi unna đã nói rồi đôi ngã si à nghĩ à nọ lọt nà vào cho ngã mường ngầu này mày à chú em à hỏi đã unna rồi được un xin nói ngã rồi vai cầu đã giỏi ơi un na hoi hoi a chi hoi a bay a un na ơi ngã đi a đang ngã yên a la lưỡi un ho a un na hay hỏi chăm má chuông khắp ngày ở bàn chiều ngang chiều dọc ánh trăng ra sao đỡ buồn con buồn na hoi ngã cùng bồ á liên ô mà nay na hoi đừng bồ mi kha bồ anh ta tô bòn cục đà lỗ rơi un hoi ngã bồ đừng phiền thân em nhau này ôi un chẳng mặt nó ngoài xa
mặng phức ngã mặng phiền chớ chưa anh chẳng ngã lo điều gì à u na ơi hôm nay mình gặp lần đầu thăm anh cảm ơn u này anh thương trong cảm mà đây ngã hơi cầu nó ở mặt nà rồi tham anh ngoài buồm bay lá buồm mà luôn kinh đau ơi xăm mà anh ngờ mà xả đau về trời đỡ buồn à con buồn na hoài nga cùng mà bù á liên nay nga ni à quê à toàn à anh à bình về đây à u này cảm ơn lê bạc lời vang anh xuống bố râu nà nang ở mang chỗ đã về anh ngay anh ngã đi là cả thủy nà binh hôm nay ngày thủ cha anh ngã về chúc mừng ngã thủ nà con anh ngã thì anh đã bình cho ổn hạ ta dùng cái đá tinh là quen có anh chẳng đi còn đã răng bò nửa ổn ơi hôm nay ngày phụ cha khăn lên mình gặp nhau ổn ơi ổn măng cái chiêng đồi lời bằng chuông mang nhớ cả đôi chẳng quên đã về ngày bây giờ chứ na hoài ngã rồi bây giờ anh hỏi lại na thứ bố cho anh rõ ràng đưa un hoa tiệp mà vài lời chồng đi em ngoài un un rơi bố cho ra về em ngay hoài chi hoa về un ơi anh đi đang đợi đang chờ hôm nay anh gặp mà chăng cho un hoài thật là chàng xuân xanh đã đèn diên đã vàng kê ta chùa đã bùa un cung na hoi nga cung bùa liên năm nay loạn anh loạn khâu mưa u này chẳng phải đeo thì đầy ngã hơi anh thương bố lại u nà bên mang chỗ đã về anh ngay còn u nà hoi có cửa có nhà anh đi tròn số anh tròn khâu mưa cho có dù hơi chẳng phải hoi xuôi để ngã nó ủn đi
phun hoài của nhà chớ nhà anh về ngay ùn na hoi bồ đò bồ á tương tương rằng ùn na hoi anh đã có dù ùn na hay quan rằng ba nửa đệ ngã hơi bỏ anh ở bồ đò răng cho em đã về ngay lúc na đi una mang in cả đã rồi rồi lúc đi mùa chùa lúc về mẹ có đuôi nên hay con là răng ba nửa đỉnh ôi ùn à đi ùn đời ùn à chô chô em à chuồng đã về em ấy em ngã răng ngã bơi ùn là thì ngã đi làng ngã em ngã đất rụt mường ngã đô là anh na phun na khó un có chấp nhận là bị ở nhà là dù chẳng là un hay un na ơ chớ đất ra phù mường ơ đô ước là chi un an na chung na nô chớ cơ mà ăn đã về anh ơi có mắt na un na ước tầng na nó ai đằng đâu mãi vậy cho lo nghe ngã mưa un na bà ấy vừa đến kịp mắt mà ở cổ ngồi chung phòng mới về chung họ ơi ùn na ơi nga nói ùn na đi đúc đi mùa chùa lúc cả về có đôi nên ùn hay con răng ba nửa đầy ngã hồi ùn na mơ ùn ước vỡ khi đã lộ đã vậy anh ấy thì thì em ùn để chọn để vỡ tạ chuộc ta thì nổ ta nổ nhà đã chỉ làm má rồi ùn ơi thì chuyện cuộc đời má lên ùn ai đỡ ùn nói tiệp đình à ơi à ơi à chuông bố un mày à lơi à cô ngà bò đã về à em ấy hỏi à xăm quan à mịt à cột à đong hỏi à xăm em bạn mấy vòng chớ năm xuân đỡ bùa ôn cung em ngã đi đã bùa ôn rồi năm nay em ngã tròn khâu mưa đầy bùa rồi khâu mưa mà xoạch xoạch mà con là bỏ em con là trôi con là giòn là nhớ chùa đã giờ em ơi ùn ê ùn na ơi tôi thật là đây đang ùn tôi thưa anh đi à dâm mà một cái thùng đâm anh chào u này say anh số cha lầm mà đẹp mà đồ hôm nay un chín tăng hoa hồng cho
em có anh chẳng đi cảm mà ơn cái tâm mà lòng ngã đau anh đi anh thấy nhớ lại thằng nga ơi nga trường này ngủn hay ngủn à chín sáng cây hoa ông mày à câu tình dâu à đến chung à đã chẳng đã về ai ngay buồn na răng ai ngó cũng muốn na nhớ buồn na thương nhưng mà chỉ sợ có hoa hung ôi bên buổi cùng đã răng buồn chưa giàu mà chưa chôn buồn na ni còn đời buồn ông mắt anh đã về ai ngày buồn ní một tòa mò men nhờ cơ chết cho buồn tiếng ngó leo đại anh ơi buồn na ơi đừng kê khổ kìa nghèo tôi mà này gặp mà lại anh về thăm quê này buồn hay bà mới thằng buồn na ní đã buồn bỏ đó ra buồn na chăng có dâu có chung nó vì un vừa sầu vừa kha cho đến chẳng có cửa nhà mình ngày ở đài anh ơi un ơi đẻ ba lầm mà đẻ ba nung giữa buồn mười như cứ mới mày ủ trời em đứng coi trốn cùng chúa buổi mưa cùng răng ở hai chưa ngày em đã về anh ơi chục na u na đó là kết na là yên na thì u na ơi u ma này có hà na anh thôi về quê u na hay hồi chi ba lầm mà non em đưa ha ngồi dông mùa bay ngay hứa đã về ngay anh bé đúc ca cùi nắng ca chăm con tỏa cha mọi coi mà nó kêu đã định ai ngày nó tình dù nhà em thôi nhỏ ra đi đúng ca cụ yên thôi bây giờ còn đà này cái chị ơi các bạn lên lại một giờ đấy ôi thế bác quay phim rồi đấy thôi hát thế thôi em à bé cho buồn à đều lại chiều để kêu cho yên có anh chẳng buồn na bê cho yên vừa cô bia cha có mặn ta thấy lo chung này yên bê na chẳng cho bê chưa gửi đôi lời chưa chào em ba muốn thằng chiêm lì cho thầy
Chào bạn. Anh ơi, có đi nhặt chay thôn quan. Tôi về đây còn đám cưới. Tôi đây có gì à? Cái gì đó không hay phá bỏ đi. Cách đăng ký kênh Người Mường TV 2. Trên điện thoại di động của mình, các bạn vào ứng dụng YouTube. Trên mục tìm kiếm của YouTube, các bạn gõ chữ Người Mường TV 2. Tiếp đến các bạn bấm vào tìm kiếm ở cuối trang. Và đây là kênh Người Mường TV 2 xuất hiện. Trước khi đăng ký, các bạn có thể xem một số video ở bên dưới. Và các bạn bấm vào nút đăng ký màu đỏ. Sau đó các bạn chia sẻ và bấm vào hình quả chuông ở bên cạnh nút đăng ký màu đỏ. Bởi đây là kênh của tôi nên là không xuất hiện cái hình quả chuông. Nếu mà máy điện thoại của các bạn chưa đăng ký thì nó sẽ xuất hiện cái hình quả chuông ở bên cạnh chữ đăng ký màu đỏ. Các bạn bấm vào đấy để được nhận thông báo những video mới nhất. Chỉ như vậy thôi, rất đơn giản, các bạn đã đăng ký xong kênh Người Mường TV 2 và các bạn có thể trải nghiệm các video mới nhất của kênh. Xin lưu ý với các bạn là không nên đăng ký qua Facebook, bởi vì thường thường kênh Người Mường TV 2 sẽ được chia sẻ trên Facebook và các bạn có thể xem trên đấy qua YouTube, nhưng mà đăng ký ở trên đấy thì là sẽ không đăng ký được, bởi vì nó đòi đăng nhập bằng Gmail. Cho nên các bạn có thể phải vào trực tiếp ở trên YouTube trên thoại di động của mình và làm theo các bước hướng dẫn như lúc nãy. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và chia sẻ.